All right. So today we are going to talk about the jobs and occupation. I posted this subject on the group, so I hope that all of you had a look at that and prepare something to share with all the other classmates today. Let me start first, if you would like to. So I know that we all here, aside from this very small class we're having at the night time, we all have other jobs. So like some people working in the office, some people nuns or monks, so that somehow can be called an occupation. My occupation is accountant. So I have to work in the office mainly, but a day in a week from home working online. But well, I prefer working in the office somehow because I have better working environment. So now I would like to listen to your occupation, your job, qualification, how hard is it? How's your daily working activities? Can any of you volunteer? Otherwise, I'll call you by your name if I see some new name here. Okay, let's start with Thanh Tiên. Can you hear me? Hello? Hello? No one hear me? Yes, we could hear you. Okay, but I didn't get the response from Thanh Tiên. Okay, let's start with another name. Team 4, Ngọc Quỳnh. Team 4, Ngọc Quỳnh, are you there? I'm here. What do you need? How are you today? I'm fine. And okay, we are gonna talk about jobs and qualification, Yes, right? please. Yeah. Sorry, because I'm making some notes. Yeah. Yeah. I'm Miss Wen, and at the moment I'm working as a teacher. So I feel really happy and interested in helping students to gain a piece of knowledge. And I always upgrade my level of teaching so that I can have more understanding and knowledges about my major so that I can give more help, more and more. And in addition, I know that to get the qualification, the high qualification is quite difficult. It is possible to be an expert at any domains without a lot of time of practice and sacrificing myself. So I spend a lot of time studying and working to look for many kinds of documents to expand my knowing about this or that, here or there. And the second one is to be wholehearted in the way of teaching, so that the students can be benefited from those.
Because if I myself am selfish and I don't want to hand down or I don't want to transmit all of my knowledge to my students, so I don't feel that satisfied in my wish or aspiration of helping the others. Yeah. And I am also a Buddhist. That's why I remind myself that well, I'm so lucky and fortunate to have a chance to approach the the new world, to discover the new world while the other people don't have that opportunity. Yeah. That's why I should transmit all of my knowledge so that I can benefit all of my students. So that means your occupation is a teacher. So yes. Are you teaching the elementary or secondary or high school? I'm focusing in secondary and high school. Yeah. Yeah. What subject? About language. Language. Oh, yeah. Okay. It's very nice. So you have to read a lot, write a lot, and yes. make sure that you improve your skill day by day so that you can teach your students more things every day. Yes. Yeah, it's very nice. I can tell that being a teacher, and especially a good teacher, is very hard job. And you have to satisfy your daily life for that. Yes. So do you have to give the extra class to your students? Yes, for sure. Mm-hmm. Yeah. Especially in Vietnam, I can tell. Yes. Yes, they have my personal contact and they mm-hmm. can ask me any kind of questions at any time they wish. Thank you very much. So we all are students. We used to be students and we will be students for the whole life. So thank you to a teacher. Thank you for time and your effort. Thank you for listening. Thank you. Thank you very much for your sharing of the teacher. Now I would like to invite Team 2, Mai Loan. Can you please tell us about your or maybe your friend's occupation, some experience, please? Okay, thank you so much. Well, I have two jobs, a full-time job and a part-time job. About my full-time job, I am working at a sales department at an English center. Oh. Yeah. Well, it is an honor to be an salesman because I have many opportunity to meet or to talk with many people around me, and then I will have many chance to sharp myself to gain knowledge and to gain the soft skill, for example. Persuade skill or problem solving skill, just be a good listener. So it's a very good occupation, I think. It's it gives me many chance to interact, to talk with many people. Sometimes I can get many good relationship with my customer.
And that is very awesome. They help me a lot in the real time. Not just I help them, but they can help me in the return. I can make friends with my customer, for example. That is my full-time job. And sometimes I get stressed of this job because, you know, every at the end of the month, we have to run, we have make my our turnover bigger and bigger. Yeah, target. Yeah, to get the target. That's right. So sometimes you get stressed, but when we can overcome the stress or overcome the target, it's very good. Yeah. And the second occupation, that is part-time job. It is a teacher at night. So I have some class. And when I have stress in a full-time job, I can talk with my children, with my students. And it makes me feel that I'm younger and I can join their world. That's so fun. That's all. Yeah, it's full of fun. Working to children is full of fun, yes. But full of stress as well. Yeah, the hardest thing is to motivate them to learn. Yeah. Because they are they want to play, they want to talk, they want to confess a lot, but they don't want to learn. So it's very hard to satisfy both the student and their parents. How old are they? They are secondary students. Secondary about, students. About 11 to, I don't know. I'm not good at math. Okay, so you're teaching English at night time to the secondary students? Yes, just pronunciation skill. Okay, so I'm a little bit curious that in the daytime you work at a salesman. Mm-hmm. And do you have to obtain any qualification, like any professional qualification to become a salesman? No, just make myself to be more active. To be more, to be a good listener, and to to feel the hurt of customer, and we need to have the compassion with the customer. That's all how I can make my customer satisfied. So I think that no need to have any qualification. Just be calm, just be patient, more patient. Yeah. Okay, it's very good. Thank you. So now we have teacher and salesman. So that's very different, but we have one person doing the same, like one same person doing two different jobs. Wow. It's very interesting, and it's surprising as well, because normally salesman. You know, because actually I graduated from English faculty, and maybe the full time job is must be a teacher, but I want to challenge myself to be more active. To get many experience about how to communicate with other person, so that's why I take that job. So I think this is very interesting. So that means rather than having the professional qualification,
I do believe that you have the initial training at the beginning of the job. Is that right? Because I'm the first person who work at my center. I teach my center, and I am a salmon at my English center. The same. Okay. Yeah. So that's why I know very much about our product, and that's why I can be friends with my student or my parents. Yeah. It's getting more. Like, it makes sense now when you say that you work at the same center as two different positions, right? Yes, that's right. Mm-hmm. Okay. Thank you very much for your experience and your story. It's very nice. Yeah, thank you so much. Thank you. Thank you. Can I have team to Sakia Mehta? Can you please tell us about your story? Oh. Okay. Hello, Winnie. Hello, everyone. How are you? I'm fine today. Thank you. All of you have a good day today. Yeah, same to you. Thank you very much. My profession is a monk. That is a profession, but not really a profession. It's just a spiritual way in my life, a way apply to work a big goal in life, which I awaken to enlightenment, to become a Buddha in future, and talk about the quality. Qualifications of a monk or a nun. I think that is the moral quality and liberating wisdom of one person. In daily work of a monk or nun, we wake up early in morning, chanting sutra and practice meditation. prepare for breakfast and do some tasks in the pagoda. After that, we can study in Dhamma and some people maybe go to school, Buddhist school or school, and in none we prepare for lunch. We pray before the meal for thanksgiving to own, and after that continue researching about Dhamma or listening teaching of the great teacher. In the night, we continue my meditation or chanting sutra and continue learn about Dhamma to apply the teaching of the Buddha in our life, to transform greed, transform hatred, transform delusion, in transform bad karma into the energy of compassion, of equanimity, try to live a happy in life, and the big and more important after that, we can help people around
around to reduce the pressure and help them can get happiness in life. That's how I think here very simple, but it's a long process and I think it requires a great will to overcome many challenges and on way to the path to get enlightenment. Thank you for listening. Yeah, thank you very much. Thank you. And be happy. Yeah, same to you. Thank you. As you say, it sounds very simple, but I don't think it's simple. Because actually to all of us, when we have a full-time job, we can work from morning until afternoon, even sometimes very late in the afternoon. But after that, we can get out of the job and get back to the family and enjoy a different living style. But to all of you, the monks and nuns, you have to sacrifice your whole lifetime with your occupation choice from, well, I can say that 24 hours, 7 days. You have to keep studying, you have to keep teaching, you have to keep helping people and become more and more useful every day. So that is the great sacrifice, great contribution to the community and to all people. Thank you very much for all that. Thank you. So now we have, let's say, 1, 2, 3 occupations within us. Is there any like other occupation that other people would like to share with us? Team 4, Mr. Wing Wing, you hear me? Yes. Good evening, Vinita. Good evening, everyone. Good evening. I would like to raise hands because I think my job, my interest with other guys. So my major job currently is software engineering. Yeah, we build some software, something like web and other applications to support other area. So to have definition that our job is support all the job, yeah, all the area, yeah. And mm-hmm. sometimes we support ourselves, yeah. This job you could say name IT, and it will open your door so you can talk over the world. It means that it not limits in your country. You could find any job in any country, like for example, US or Canada or Japan or something like that. So require each other you need English skill to expand your knowledge. Yeah, and in your heart, you really want to support all the domain because you know you will work with many projects with many area, and to support all the you need to not only understand but sometimes you need to comprehend to support them. So it's that why some IT guys has a way to approach a new knowledge very, very fast. And they know the way to understand the system by somehow. And some things like shooting lights, for example, you had really say, oh, it's the guy's IT. If you have any problem, let's ask him. For example, your computer is broken, your window is not work. you want to buy a PC, something like that. Yeah. Yeah, but not responding because the IT domain is very large. It's small to slip into very small domain together, mm-hmm. and it has many ways to develop yourself. But there are some challenges here.
That is, the first thing is everything changed so fast. You need a skill survival in this environment. That means you maybe you have read a lot. You need to have some way to adapt to new technology. You know, a lot of new technologies occur day by day, and you need to have a way to adapt them. And second thing is, you know, have a lot of new members like students. Currently, a learning curve is very, very easy. Not like in history, you know. You're easy to learn new thing. It means you're easy to find a job. So if you have more than 30 years old, you have some resources here. Because why company hire you? Because the young students are smarter, they are faster adapt to new requirement. And you must have the way to survive in this environment is a second challenge. Mm-hmm. By the way, you know, we have opened the last chance because you could find any job in the world, all over the world. And it's also the best benefits because you can cooperate with a lot of people in other areas. You can learn a lot from them and you, if you have the open mind, in my sharing. Thank you very much. It's very, very interesting job, I can tell. Okay, so as you say that your occupation is sounds very new to all other people, I do believe that. Can I ask you, so you call yourself IT guy, but I would like to ask you a little bit more specific into your job. As I know that there are the developer. Currently, I is the team leader, a technical leader, and service senior software engineering. I am progress is developing some software. I also help my teamwork realize the best products for our customer. Our customer, some from US, some from Europe. And it depends case by case. But the first skill we need to develop is the leadership. Mm-hmm. And then depends on the situation. We need some other skill, but the way we develop a junior to senior and to leader and to principal, I think architecture or principal, something like that. But we could have the two main paths. One is general path, and secondly a domain specific. It's the two main paths currently. So you mainly work with the coding. Some guys want to learn about MBI and work with the general bus. They want to connect to build some things working in human and work with human resources or something like that. But currently, I love coding. Coding. Yeah. Yeah. So you mainly do the coding every day. I start reading the email customer, analyze what they need, what I need to support about their business, how to make them better. If they give me the feature, I would analyze that is it really they need or not, and how to our team could develop it on the right time. Mm-hmm. Some part of this, I need to set a priority, something like that, method, writing and measure. Thing right and coding. So is the your coding, does it relate to the desktop programming, or it relates to the iOS or Android apps instead? Currently my major is web application, but teammates and other member in our company could develop something like mobile application. Okay, so I can summarize that you are a leader of a team. You work mainly on the coding, and you you're specializing in web application. Yeah. But you're mainly working with the desktop based one, the platform.
Yeah, web application, but currently I working is my laptop. Yeah. Okay. Yeah. How many hours do you work a day? It depends. some companies require the fixed hours per day. And some company is more open, they don't care how many hours you contribute. They just want the quality result. Okay. Mm-hmm. Yeah. So you work for one company or you are the freelancer and working for many different companies? I work some several companies, but I work one company at one time. Okay. Yeah. How long do you normally work for one company? I think in my experience, at least more than 2 years to learn something, really. Okay. Yeah. So with all my short questions, if you note them down, and if in one IELTS speaking test, they ask you about your job, try to make your speaking part in the different points like that. You have two choices. You can talk in the horizontal way, like the way you are talking just now is like in the horizontal way. That means you categorize all the information into the group. But you have the second way to talk about jobs. You can talk in the timeline orders. So in the time order of the events, that's how you can organize your idea. So that's how you can improve your speaking skill. Thank you. I got this. Thank you. Thank you very much for your sharing. I like it. Now we have another person here. I've just saw a name. One person just raised hand before, but it disappeared. Is there any other volunteer here? If no one volunteer, I will call. 1, 2, 3. Team two, Miss Tui, please. As I see a lot of, hi, I'm fine today. I see a lot of team two members raise a hand, so that's why I'm a little shy. That's the team two got a lot of saying here. But it sounds like your team is dominating the class. Yes. People say a lot of many kinds of job, but now I can I will talk about the most job that's very popular, but people don't accept that it's a job. It is a full-time mother job. Oh, that's my goodness. I'm doing now. Oh yeah, yeah. I may share a little short because we don't have much time. Being a full-time mother job is not an easy job. You are. No, it's not. You as spend your whole days with your children, even they grow up, but still need your attention to show them what should to do, and especially during the pandemic, COVID-19 pandemic, they learned online at home. So no teacher doesn't care much about what they learned from online class and as well as the homework. So it's your job. The parents must to take this text. No one can help you this, that if you want to make sure that your children can keep up with the class after the pandemic is overcome. Come over. So I found it's quite terrible and stressful to be with my children all day. Three meals a day and at least 2 or 3 hours learning with them. Because my children, my little daughter,
she's not a hardworking student. She always tries to play some things other than staying at the desk and do some homework. How old? And yes, and you must be a patient enough. You must be patient enough to keep your mouth shut up when you feel overwhelming. I usually get overwhelming with my little little daughter because she has many ways to refuse to do the tasks that I ask her to do. Yeah, how old is she? She's now 8 years old. But because she at the kindergarten, I sent her in Montessori's kindergartens that they play a lot, and I may say it's quite free from any disciplines. So children grow up quite naturally, and they are not forced to do some tasks daily. So they are familiar with the ways they learn by playing. So in primaries, I send her not a private school, it's a public school where the teachers ask students to learn a lot and have high disciplines, and she quite against this any disciplines that put to her. Oh, so, really? Yeah. So now I am the person who suffer from the consequence of her freestyle. So it's hard for me. I see that to be a good full-time mother, you need the most patient like as you practice meditation. Yes, so that's why I have to practice meditation more and more to keep calm, to deal with what she's like act up. Yeah, that's something I say about the full-time mother. Yeah. Being a mother is a very, very hard job, and you always have to keep yourself calm as possible. Sometimes if you feel, oh my God, I'm getting cranky, you have to tell yourself, no, if you are getting cranky, find an empty room, stay in there for a few minutes, try to get calmed down. Oh my God, it happens every day. Yes. So, yeah. But it's good that meditation helps. Yes, for me, yeah. Just a little. I just got a little concentrations by practicing meditation, but I think the result is not much. I think not in the way of Buddhist talking, but in the way of the normal talking, sometimes I have to tell myself that, let it be. So that is the start of the meditation in the daily life. Like if you feel angry, just say to yourself that, let it be. And then you will pay attention on your breathing, for example, or on your sensation. But to go to the second stage of observing, you have to start with, let it be. Yeah. So just let it be for a second, and then you can realize that, oh my God, I'm getting cranky, I'm getting angry. So you just, that's how you start watching yourself, just for a second, and then you'll be all right. Yeah, you help your kids. I developed that habit that you have to say, observe myself, my mood. Yeah, every day. Yeah. Sometimes yeah. I realize that's what mood I am now, so I can keep more calm. Yeah, but I can tell, and I do agree with you that it's very hard. It's really, really hard because to say let it be with other people, with other jobs, other things, it's easy. But to say let it be with your children, it's hard.
because they are your children. That is the only thing in the world that you can say that's yours. Yeah. And it's hard to give it up. Yeah. So keep going. It's also a job that you have never retired like a monk. You can. Yeah. I don't just think let so. It be. Maybe even when the children grow up, sometimes they come back to bother you, even you are old. Yeah. I tell my kids that get to the age of 16 or 18, then just do whatever you want. I don't mind. So do I. I say so. But I think in Vietnam, it's not like in the overseas countries. It's not easy that you let it be the, what's your children's life after 18 years old. Yeah. Okay, so let's see. Yeah, thank you. Yeah, thank you very much for your interesting sharing. It's nice, it's fun. Thank you. Okay. Well, I'm stealing the time from the teacher, so we have more time, as I think. Can I have some other voice here? I can see who's here. Ngọc Quỳnh, Team 4. I think that I did earlier. Did you? Oh, yes. Okay. All right. Sorry about that. Maybe I just keep scanning the name here and the name here. Team 4, Team 5. Team 5, who's here? I've got Thủy Nguyễn and Thanh Nga, who's going to share your experience. Now, let's try with Thủy Nguyễn. Are you there? You hear me? Yes. Hello. Hello. How are you today? Yeah, I'm fine. Thank you. So oh, can I'm you sorry. Share with us about your some story about jobs, occupation, and your daily working routine. Yes. Actually, I am working now in the import and export field. And I'm a salesperson. I am an export salesperson in my company. Yeah. Mm-hmm. Yeah. My daily working is I am working with the foreign customers. I sell agriculture products. Mm-hmm. What country does your company export to? We are exporting now some countries in Europe, like Germany, France, mm-hmm. yeah. UK, what product? US, yeah. What products, like rice or veggie or fruits? Fruits, but especially spice products like ginger, some turmeric, pepper. Not pepper, mm-hmm. but so, we are in organic. They are all organic products. Uh-huh. Yeah. So your company exports all the products like in the raw way or ground already processed product or raw one? Almost ground products, but we also mm-hmm. export some raw products like a fresh ginger or fresh turmeric to Netherlands now. Mm-hmm. Yeah. So you work directly with all the farm, or you just get it from
like another company? We work directly with farmers, and we have the contract with the farmers. We cover all their products, and we invest some like technical classes to help them. We establish some classes to transfer the technical for them to help them how to harvest, when to grow, something like that. We don't use pesticides or etc. Something like that. That means your company actually invest in the farms, starting from the technique. Your company give the training to the farmers, make sure that you produce the product according to a standard process. That's right. It's very nice, and I do appreciate the company like yours, because with a company like that, we're actually not just helping farmers, but we're also helping the weather and the climate in Vietnam. So it's very important. It's really hard to do, because there are lots of work we need to do with the farmers. Some farmers, firstly, they do not agree they have normal routine, like they use pesticides a lot. When our company join with them, we need time to train their mindset. To change their mindset, and we need to pay like the good price for them to make sure that everything is okay. And then after that, they see that there is a good result if they don't use pesticide. And then the next season they will follow us. It's very, very good procedure, really. But you like at the salesman, do you have to work with the farmers directly yourself? Yes, because we have a manager. They live with we have the farm in the Cao Bang province, and we have manager. They live there, and they will check all the things, and they will we will work with the farmers. So that means you have to work very closely with the farmers to make sure that they follow your advice and your procedures. And for in organic industry, there we need to do we are audited yearly, once a year. The auditor will once a year. They will come to the farm. They check everything, the procedures. They work with the farmers. They check everything, like how to grow. Do you use pesticide or not? Something like that. And we will do some tests. And to check some tests, like they pick ginger or turmeric. They are grow in that farm. And they check by the lab test, but they will send the samples to the lab test in Netherlands, something like that. And to see what happens if it fails. We need to explain. Actually, we haven't failed before. So happened. Yes, we haven't failed before, so I do not have experience about this one. But actually, we have exported some shipment, but in the to the customer in UK, and there is one pesticide detected, and we need to explain why there is
there is a pesticide detected in the product. Mm-hmm. And but this is very small. This is very small, and we need to check to all the procedures back to see that why there is a pesticide detection. If we can find the reason why, and the customer will accept it. Yeah. Okay. Thank you very much for your sharing, and thank all of you for the very interesting speaking today. Now the teacher is here, and he's going to take over the class. Thank you all, and thank you teachers for waiting for us. Good evening, everyone. Thanks, Vivian. Winnie Dawn, right? Okay, I don't know your English name. Okay, nice. Yeah, very useful discussion today, right? About job occupation, right? Occupation. Yeah, thanks. And again, right, today we spent a little bit time for pronunciation, right? Sometimes we need to pronounce a word with multiple syllables, right? Here today we practice with three syllable adjectives. So now let's listen, right? And pay attention, try to mimic the pronunciation from native speaker. Unit 11, page 123, pronunciation. Punctual. Sociable. Sensitive, confident, outgoing, romantic, bad-tempered. Okay, so one more time, right? Pronunciation. Punctual, sociable, sensitive, confident, outgoing, romantic, bad-tempered. Okay, now listen and repeat after native speaker, right? Three, pronunciation. Punctual. 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 Sociable. 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 Right? Not sociable, right? Sociable, right? Sociable. Like S and the second S, right? Sociable. Sensitive. 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 Confident. 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 So stress on the first syllable. Confident. 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 Outgoing. Outgoing. So you stop at the start. Outgoing. 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 Romantic. Romantic. Bad-tempered. Yeah, try to practice this, right? Later, your pronunciation very sharp. Clear, right? Okay, one more time, right? Pronunciation. Punctual. 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 Sociable. 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 Not sociable. 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 Sensitive. 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 Or American accent, right? This is American accent. Sensitive or sensitive, right? Confident. Confident.
So raise your tone. Confident. 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 Outgoing. 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 You are so outgoing. 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 Romantic. 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 Bad-tempered. 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 Not temper. Temper, no. Temper. 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 Okay, so now let's see how you improve, right? So please raise your hands, then you can read all of these words. So, Yim, right, team one, please. Yeah. Good morning, good evening, teacher. Punctual. Punctual. Sociable. Sensitive. Sociable. Which words with sociable? Where? Sensitive. Confident. Outgoing. Romantic. Bad temper. Bad tempered. Tempered. Bad temper. So, okay, nice. Next person. So we have a team two, Sakya Mitta, Venerable, right? Yeah. Good evening, teacher. No, I'm fine. Punctual, punctual. So simple, sensitive, confident, outgoing, romantic, tempered. Rồi cô ấy tập thêm về phát âm cho cô. Yeah. Đọc. Này, nhiều khi là mình chưa có nhớ cái gì đó, cái đọc á, cái phiên âm á. Các người ta đọc nhiều chữ, nhiều người mình chưa có nhớ. Rồi sẽ gửi vào group để cô coi. Rồi cô coi xong rồi cô tải cái file này về ha. Đó, yeah. Con không biết tải sao, cứ vô group mình hỏi với bạn. Tại vì thời gian mình cũng ngắn cho nên chỉ sửa cho những bạn mà gì đó hơi bị sai xíu thôi. Còn như mà gần nhưng mà phải đọc lại thì mọi người phải chịu khó phải học rất là nhiều á. Ví dụ như những cái chữ đơn hai âm mình đọc chưa có rõ thì qua tới chữ mà ba âm là mình thấy khó, rồi qua những cái chữ bốn âm năm âm. Lớp mình có một số quý vị là tu sĩ đó, hoặc là mấy bạn học Pali đó, đọc mấy chục âm nó dài ha. Dài là dài đó, mình phải tập đọc những cái âm đa âm này. Okay, so next person, team five, Thanh Nhã, please. Yes. Good evening, teacher. Punctual. Punctual. Sorry. Punctual. Right. Sociable. Sensitive. Confident. Outgoing. Romantic. Bad temper. Temperature is another word, right? Yes. Outgoing, right? Outgoing. Mm. Yeah, bad-tempered, not bad. Bad-tempered. Bad-tempered, right? Okay, thank you. Next person, team two, Mai Loan, right? So who finished your practice, right? Please put your hands down, right? Down. Thank you, teacher. Put your hands down, right? Bỏ tay xuống. Punctual. Sociable, sensitive, confident, outgoing, romantic, bad-tempered. Very good. Bad-tempered, right? Thùy Nguyễn, already? Not yet?
Yes. Hello, teacher. Okay. Punctual, sociable, sensitive, confident, outgoing, romantic, bad-tempered. Okay, good. punctual. So the sound, you keep it silent here. Stop there. Punctual, right? Punctual. Sociable, right? So a little bit strong at the second syllable, right? Trong một số vị không biết cái syllable là cái gì thì nói tiếng Việt cho dễ hiểu. Syllable ở đây là cái âm, âm tiết. Trong cái ngôn ngữ tiếng Việt thì có tiếng Việt mình là tiếng ngôn ngữ đơn âm. Chữ nào nó tách ra, ví dụ như một cái từ hồi xưa mà lúc mà bắt đầu mà chuyển sang gọi là chữ quốc ngữ đó, thường là sẽ có cái dấu gạch để tách ra vậy. Sau này thì dần dần bỏ dần. Thì tới giờ thì một số viện ngày xưa vẫn giữ cái vậy, nhưng mà những cái bạn trẻ càng về sau này là gần như là bỏ hết luôn đó. Họ nhìn họ không cần dấu, họ không biết được. Thì cái ngôn ngữ tiếng Việt này là ngôn ngữ đơn âm. Cái từ nó có thể là 2, 3 gì đó, nhưng mà thường là những cái từ nhiều âm á thì thường là những cái từ vay mượn thôi. Nhưng mà tiếng Việt mình khi đọc, mình đọc tách ra từng âm một. Còn những cái ngôn ngữ khác, ví dụ như tiếng Anh đó, tiếng Anh hoặc là những cái tiếng Pali gì đó là đa âm, cái từ nó đọc lên xuống, viết dính liền vào, viết dính liền vô và viết đọc những cái âm và nó có cái trọng âm, ví dụ như vậy. Thì mình phải học phân biệt cái đó. Và đặc biệt là tiếng Anh, cái trọng âm cái trọng âm thì nó cũng kiểu như là cái dấu của mình vậy đó, cái chữ mà mình đọc cái dấu mà nó sai á, nó ra cái nghĩa khác. Cho nên là khi học ngoại ngữ, một trong những cái vấn đề quan trọng và đặc biệt cụ thể ở đây là học tiếng Anh, thì mình phải dành cái thời gian rất là nhiều học và đọc cho đúng cái trọng âm cái từ đó. Không thôi có những chữ chỉ cần đọc khác cái trọng âm thôi là nó ra cái nghĩa khác rồi, quý vị. Cho nên cái này là cái quan trọng đó. Nhưng mà nhiều trong cái dạy tiếng Anh của mình nhiều năm, vì một số lý do cho nên là không có chú trọng cái này. Thực ra cũng chú trọng đó, nhưng mà vấn đề nằm ở cái chỗ là cái người mà có khả năng thực hành đó, tức là nói và cho đúng gì đó, thì cũng có nhiều lý do. Cho nên nhiều khi là chỉ dạy viết thôi, học phiên âm mà toàn dạy viết không. Thì mấy bạn học phổ thông cũng thấy đã viết phiên âm, viết những cái phiên âm quốc tế đó, nhưng mà tới lúc đọc thì đôi khi là đọc không có đúng. Cho nên nhắc lại là phải đọc và lưu ý cái trọng âm của nó, cái stress, the main stress là gì. Trong một cái từ nó có thể là có 2 hoặc 3 cái trọng âm, nhưng mà cái main stress, cái trọng âm chính là mình phải đọc. Thì đó, những cái này nó đều có cái trọng âm hết nè. Sociable, sensitive, confident, outgoing, romantic. Rồi lưu ý nữa, những cái từ trong tiếng Anh thường có một cái đuôi nó ick là nó sẽ lên giọng, đúng không? Specific, chứ không phải là specific đâu nha. Specific, nhấn cái âm trước đó nha. Ở đây mình có như tick, đúng không? Thì nó sẽ nhấn phía trước thành là romantic, right. Lưu ý như vậy. Atlantic, right. Specific. Panic, right? Something like that, right? Okay, so what? Some more. Anyone want to practice with this? Alright, Ashley, please. Hello, teacher. Hello, everybody. Yeah. Punctual, sociable, sensitive, confident, outgoing, romantic, bad-tempered. Bad-tempered, right? Okay, good. Minh Thư, please. Punctual, sociable, sensitive, confident, outgoing, romantic, bad-tempered. Thư đọc, Thư phải thả lỏng ra, đừng có cuộn lưỡi, gọng lưỡi quá ha. Thực ra tiếng Anh nhiều người có cái hiểu không có đúng. Cứ nói tiếng Anh là phải cuộn lưỡi ngậm rồi gì nó mới ra tiếng Anh, không phải đâu. Thả lỏng ra và đọc ha. Có những chỗ mình phải cuộn lưỡi, nhưng mà cuộn sao cho nó tự nhiên. Cuộn quá nó nghe nó punctual, sociable,
sensitive, đó, cái kiểu như vậy á, thì nó hơi hơi nặng và nó ấy, mình phải nói cho nó thả lỏng ra. Và tiếng Anh nghe người Việt mình học, nếu mà mình không có được học từ nhỏ hay trong cái môi trường nhỏ, hoặc mình không có cái năng khiếu đặc biệt bắt chước mà nghe mà ra cái giọng nó 100% á, thì mình học theo cái kiểu là theo cái hướng là gì, cái tiếng Anh phổ thông quốc tế thôi. Thế mà nói vẫn có cái đặc trưng tiếng Việt của mình, và mình nói làm sao cho nó rõ ràng dễ nghe ha. Và có lên giọng xuống giọng, và có cái đặc trưng của người Việt là một cái thứ yến Anh, đó là thuộc cái nhóm là tiếng Anh hoàn hảo quốc tế rồi quý vị. Chứ không có phải bắt buộc mình phải nhái cho đúng người ta đâu, không cần đâu. Nếu mình có cái năng khiếu đó thì tốt. Nhưng mà lỡ nhái xui nhái cái giọng địa phương của cái nước đó là thua luôn nhớ quý vị. Giống như mình gặp một cái ông Tây nói cái giọng Quảng Trị không là nghe và mắt sáng luôn. Kiểu như vậy. Đó. Thì nếu mà mình bắt trước thì cố gắng bắt trước những cái giọng, ví dụ như giọng Anh, nên học những cái giọng mà gọi là cái giọng phổ thông của người ta đó. Ví dụ như cái giọng trên cái truyền thông, truyền hình vậy đó, mình nên bắt trước như vậy. Rồi giọng Mỹ cũng vậy. Lỡ xui bắt trước cái giọng, mình có một số cái tư liệu hay phim gì đó mình coi á, nó sẽ nói đặc trưng của cái vùng cái giọng cái vùng đó. Nhiều khi nghe nó hơi kỳ đó. Trừ khi mình ở tại cái vùng đó thì không sao, nhưng mà nếu mà học kiểu vậy thì nó, nhưng mà nếu mà bắt chước không ra thì nó cũng hơi kỳ. Cho nên tốt nhất, an toàn nhất là cứ đọc cho nó rõ ràng, có cái đặc trưng của người Việt mình là tốt. Ok. Rồi, Quỳnh Như, please. Ponder, sociable, sensitive, confident, outgoing, romantic, bad temper. Cái chữ này không phải là âm tờ đâu, nó là âm chờ, punctual. Punctual. Tại vì cái phiên âm á, cái tờ âm tờ này nó đi với cái âm giờ của cái âm u á, thì nó thành âm chờ, right? Punctual, punctual, right? Chứ phải là âm punctual, right? Pay attention on this. Okay, chị Thủy, please. Punctual, sociable, sensitive, confident, outgoing, romantic, bad-tempered. Đó, kiểu như chị Thủy vậy đó, chị Thủy cứ tập. Sau này vẫn có cái đặc trưng của người Việt. Nếu mình biết, nghe vẫn biết, chị này người Việt nói tiếng Anh đó. Nhưng mà kiểu như mình, nếu mình nói lưu loát, mình đọc đúng, vẫn có cái đặc trưng như vậy. Không có là ổn đâu, vấn đề gì hết. Right, you got it. Next person, Thu, please. Punctual, sociable, sensitive, confident, outgoing, romantic, bad tempered. Em phải coi như để ý cái đuôi, đọc cái âm đuôi cho nó rõ ra. Romantic, sensitive, sensitive. Mình chặn cái âm cho rõ ra, mình không có phát âm ra, nhưng mà mình dừng lại cái âm đó rõ ràng, sắc nét ra. Confident, sensitive, không có đọc vờ ra nhưng mà chặn cái âm vờ. Sensitive, punctual, sociable, right. Okay, Mr. Phong, please. Yes, yes. Punctual, sociable, sensitive, confident, outgoing, romantic, bad temper. Confident. Okay, so one more person, right? We have two, right? One more, only one more. Sun Thơ, please. Punctual, sociable, sensitive, confident, outgoing, romantic, but temporal. Sociable, right? Okay, good. Rồi, đọc từ từ thôi. Cần đọc nhanh tí đâu. Yes, oh. It's... Sorry. Yeah, thank you, teacher. Okay. Có cái đặc điểm á, khi mình không có tự tin về tiếng Anh của mình á, mình thường mình nói nhanh dữ lắm. Khi mà học thời gian mà nó không có tự. I always speak fastly every day. Không phải. Có cái đặc điểm chung vậy đó. Yes, I will có cái đặc trưng rồi đó. Những cái người mà cực kỳ mà tự tin đó, họ nói vừa vậy đó. Nói chậm hay vừa. Còn những cái quý vị mà nhiều khi hồi xưa học cũng vậy. Cái lúc mà mình không có tự tin đó, tự nhiên cái mình cứ nói vậy. Trừ cái trường hợp là khi nó vào cái câu chuyện ha, right? In the conversation, you have to catch up with the speed of other speakers, so it's okay, right?
But normal when we read something, we talk something, we sense something, right? When we feel nervous, right, or unconfident, we speak so fast. Okay, right. Có một cái vấn đề nữa là một số quý vị không biết là lúc nào cứ nghĩ cái câu hỏi là phải lên giọng ha. Nhưng mà thực ra những cái câu hỏi không phải lúc nào cũng phải lên giọng đâu ha. Có những cái câu hỏi là lên giọng, có những câu hỏi xuống giọng. Thì hôm nay lấy cái bài đơn giản này thôi cho mình học, nhưng mình nhớ cái gì with the session WA questions, so you down at the end, your tone at the end, this question, right? I'm a yes, no question, right? So you raise your tone at the end of the question, right? Rồi, những cái câu hỏi mà bắt đầu bằng WH thì mình xuống giọng cuối câu. Và những cái câu hỏi mà... Ở đây nhìn lấy cái bài này. Đây. Những câu hỏi mà yes, no thì phải lên giọng ha. Thì ở đây là thường là lên giọng quen rồi, đúng không? Bây giờ bữa nay tập xuống giọng. Okay, and also pay attention to the stress words, right? Unit two, page 122, pronunciation. When do you go home? What do you do in the evening? What classes do you enjoy? What time does he get up? When does he have lunch? What does he study in college? All right, one more time. Unit 2, page 122, pronunciation. When do you go home? What do you do in the evening? What classes do you enjoy? What time does he get up? When does he have lunch? What does he study in college? Okay, now your turn. Please read all of these questions. please raise your hands. All right, Ngọc Quỳnh, please. Yes, sir. When do you go home? What do you do in the evening? What classes do you enjoy? What time does she get up? When does she have lunch? What does she study in college? Right, what does she study in college, right? Cái chữ như mà nó xuống là xuống xuống ha. Trừ cái chữ này thì cái nhân nó nhấn âm hai cho nên vẫn đọc bình thường thôi. Enjoy, nói nó mà lên giọng enjoy, lưu ý nha, nhấn giọng âm này, enjoy, thường làm gì? What classes do you enjoy? À, không có đúng nha. What classes do you enjoy? What times does he get up? When does he have lunch? What does he study in college? Okay, next person. Bảo Tâm, please. Yes, hello teachers. Hello everyone. When do you go home? What do you do in the evening? What classes do you enjoy? What time does he get up? When does he have lunch? What does he study in college? Hello.
Hello, can you hear me? Yes, sir. Yes, yes. Yes, it's okay. Yeah. Sorry, my laptop. Automatic shutdown. Okay, so let's continue, right? So again, Mr. Bao Lam, right? Are you there? Yeah. Yes, I'm here. I'm your teacher. Yes. Yeah. Okay, I'll do it again. When do you go home? What do you do in the evening? What classes do you enjoy? What time does he get up? When does he have lunch? What does he study in college? So pay attention here, Z, not he, she, right? Yes. What does he? What does he study? What does he study? Right? Does and he, right, is links, right? Does he study in college, right? When do you go home, right? So stress on this. Okay, thanks, very nice. thầy biết cái cô thầy thì nghĩa yeah. Hello teachers and hello everybody. Hello everyone. When do you go home? What do you do in the evenings? What classes do you enjoy? What time does he get up? When does he have lunch? What does he study in college? So pay attention this evening, not evening, yeah, evening, right? What do you do in the evening? Okay, so some more, right? Thị Nghĩa, please. Oh, already, right? Diễm, right? So who finished, please put your hands down. Yeah, hello, teacher. When do you go home? What do you do in the evening? What classes do you enjoy? What time does he get up? When does he have lunch? What does he study in college? Does, when does he, if you make a separate sound, right? What does, yeah. What does he have lunch? What does he, what does, when does he have lunch? Yeah. But it's more easier when you say does he, does he, when does he have lunch? What does he study in college? When does he study in college? Thanh Nhàng, please. Yes, là em xin đọc. When do you go home? What do you do in the evening? What classes do you enjoy? What time does he get up? When does he have lunch? What does he study in college? The what get up? Get up. What time get does up. He get up, right? Okay. So Ngọc Quân, please. I did earlier already. Yeah, so please put your hands down, right? Oh, thank you. Okay, so next, this like, do you, not do you, right? Normally we still say do you live with your family, right? Do you study in college? Okay, now let's listen, right? Unit 1, page 122. Pronunciation. Do you live with your family? Do you study in college? Do you have a part-time job? Do you work hard?
Do you enjoy student life? Do you play sports? Okay, one more time, right? Pronunciation. Do you live with your family? Do you study in college? Do you have a part-time job? Do you work hard? Do you enjoy student life? Do you play sports? Yeah. So all of these questions are quite simple, right? But what we need to practice pronunciation, right? So Tim, Tham Hanh, please. Yes, sir. Yeah. Do you live in with your family? Do you study in college? Do you have a part-time job? Do you work hard? Do you enjoy student life? Do you play sports? So here, actually, do you, in normal speaking, normal conversation, they don't say, do you? Sometimes you cannot hear you, just hear you, right? Do you live with your family? Do you study in college? Do you have a part-time job? Do you, right? So here, actually, for the elementary level, so somehow they make it a little bit clear, right? But in a real conversation, it's not easy like that. And we also try to practice, right? Okay. So can you read one more time? Yes. Do you live with your family? Do you study in college? Do you have a part-time job? Do you work hard? Do you enjoy student life? Do you play sports? Yeah, do you play sports, right? Okay, my go Satya Mitta. Yes, teacher. Do you live in your family? Do you study in college? Do you have a part-time job? Do you work hard? Do you enjoy student life? Do you play sports? Do you work hard? Not hair, right? Do you work hard? Do you work and hard? And college, right? College, yes. Right, would you please? Yeah. Do you live with your family? Do you study in college? Do you have a part-time job? Do you work hard? Do you enjoy study life? Do you enjoy student life? Do you play sports? Yeah, student life, not study life, right? Yeah. And not job. Job. Do you have part-time job? And this one is a little bit difficult for us, right? College, right? Okay, my Thai thing here. Yeah, hello teachers. Do you live with your family? Do you study in college? Do you have a part-time job? Do you work hard? Do you enjoy student life? Do you play sports? Ở đây cũng sẵn chia sẻ luôn. Tôi thấy Việt Nam mình đó, nhiều vị học tiếng Anh nhiều năm, mình có thể viết hay mình đọc, cái trình độ là từ cũng kể là cỡ là khoảng trung cấp, nhưng mà thậm chí là có những vị mà đã học tiếng Anh mà tính vô là cái gì, là trình độ advanced cao cấp rồi đó, nhưng mà nói tiếng Anh này thực ra tới cái level của chúng ta chỉ là level chưa tới elementary nha quý vị, rất là nhiều nha, rất là nhiều đó. Có thể là đọc sách rồi viết này kia rồi ok, thì là cái thực ra mình học tiếng Anh mình phải hiểu là có bốn kỹ năng là quý vị. Người ta mà advanced thực sự người ta bốn cái kỹ năng đó người ta đều advanced ha. Cho nên đó là lý do tại sao có những cái trường đại học hay là những cái nơi làm việc người ta hỏi IELTS, người ta hỏi cái band đó, cái điểm cái môn viết hay là cái môn kỹ năng nói hay là nghe của quý vị là phải tối thiểu bao nhiêu đó. Hoặc là cả bốn cái môn, cái bốn phần thi, bốn cái kỹ năng đó thì đều phải tối thiểu ví dụ 6.5 cho lên, để làm sao để người ta đảm bảo là không có cái trường hợp mà dù kỹ năng viết advanced nhưng mà kỹ năng speaking mà chỉ có elementary
có sự chênh lệch như vậy. Và tôi thấy là việc mình có bị nhiều như vậy. Và cái lớp tiếng Anh Phật học tôi đang dạy, tôi thấy nhiều quý vị bị cái vấn đề đó. Thì tốt nhất là mình cố gắng mình dành thời gian, ít nhất là mình phải cải thiện kỹ năng nghe và nói, và để nó đẩy lên. Ví dụ như mình kỹ năng đọc mình có thể là tương đối tốt đó. Cái khả năng, cái level của mình về cái kỹ năng nó đọc hoặc là viết nó cao, nhưng mà kỹ năng nghe và nói của mình nó thực ra phần lớn theo tôi thấy elementary và chưa tới, quý vị. Những cái người mà tôi, ví dụ tôi đi ra nước ngoài, tôi đi nước này nước kia, tôi thấy những cái người ta mới elementary thôi, nhưng mà ta nói thoải mái rồi, quý vị. Người ta nói trong cái số lượng cái từ vựng, cái câu nó đơn giản vậy thôi, nhưng mà ta nói thoải mái, nhẹ nhàng lắm, không có vấn đề gì đâu. Còn Việt Nam mình nhiều khi thấy, mà tôi cũng hơi bất ngờ, mở cái lớp tiếng Anh Phật học trung cấp yêu cầu là trình độ tiếng Anh tối thiểu là gì đó, trung cấp, mà có nhiều vị vô mà nghe tiếng Anh mà tôi thấy thôi kệ, tôi chắc cũng bị, bởi vậy mới rủ qua cái lớp sơ cấp với cái lớp trung cấp để học. Bắt điền đơn, điền đồ, không thấy ai điền cái trên. Hỏi ra thì đi không được, viết không được, nói không được. Thì thôi, cái chuyện đó mình chia sẻ để mình kiểm tra lại cái khả năng của mình như thế nào, rồi mình cố gắng mình học. Ví dụ như lớp mình có một số vị tiếng Anh đọc những cái gọi là gì đó, cái nền tảng, cái kỹ năng cơ bản của mình chưa có vững, thì tốt nhất là nên dành thời gian, nếu mà rảnh dành thời gian học trên cái lớp elementary, lớp sơ cấp mà tôi hướng dẫn vào tối thứ hai, thứ ba, thứ năm á, mình học thêm bên đó. Thì mình sẽ học lại những cái cơ bản như vậy, hoặc là thấp hơn, cơ bản hơn nữa. Nhưng mà nó cho mình cái sự quen thuộc, với quen thuộc về cách dùng câu, dùng từ, cái cách nói những cái câu đơn giản vậy. Còn mình cái tâm lý là mình nghĩ mình đang ở trình độ trung cấp rồi, hay là cũng trên sơ cấp rồi, nhưng mà thực ra chưa có tới đâu, quý vị. Cái sự thật nói ra nghe nó đau lòng, nghe nó tan nát con tim và nó xấu hổ chứ, nhưng mà nó sự thật là vậy đó, quý vị. Không có phải là mình nói xấu với nhau đâu. Mình học để mình sử dụng nếu mà có cái môi trường. Thực ra cái nguyện vọng và cái tâm nguyện của tôi mà hướng dẫn mấy cái lớp tiếng Anh về lớp cơ bản tiếng Anh tổng quát, tiếng lớp IELTS cũng như những cái lớp tiếng Anh thực học, thì đều là mong muốn cho quý vị sau này có cái cơ hội mà sử dụng trong cái môi trường quốc tế, quý vị, chứ không phải mình kiểu như bị bỏm trong cái ao làng. Mình biết nhau, mình cứ nghĩ là mình giỏi đúng so với những quý vị mà không biết cái ngôn ngữ tiếng Anh này, mình có gì đó mình cực kỳ là tốt đó. Nhưng mà trong cái môi trường bắt đầu mà gọi là gì đó, nghe bình đẳng với nhau về cái ngôn ngữ rồi đó, mà mình không có học, mà mình không có tốt đó, thì là cũng là cái thiệt thòi cho mình đó, quý vị. Và nếu mà đã quý vị đã vào lớp đây rồi, đã dành thời gian học rồi, thì đôi lúc là mình cũng phải cắn răng cắn lưỡi để chấp nhận sự thật. Chấp nhận cái sự thật, cái khả năng của mình nó thấp hơn mình nghĩ. Cái chuyện này tôi bị rồi, cũng phải cắn răng cắn lưỡi, xấu hổ dữ lắm đó. Nhưng mà phải chấp nhận học lại, thì nó sau này mình có cái cơ hội mình đi xa hơn, có thể mất 2 năm 3 năm nữa, quý vị, chứ không phải ít đâu. Nhưng mà phải gọi là dũng cảm chấp nhận là mình yếu kém ha, để làm lại từ đầu khó khăn lắm, nhưng mà phải chấp nhận đó. Ok, thôi chắc cái phần này mọi người cứ vào cái bộ sách này trong group, trong cái giới thiệu cái cuốn sách thì đã có giới thiệu rồi, quý vị vào đây quý vị xem. Thì cái bộ sách này có 4 tập để quý vị xem. Những cái vị mà nói tiếng Anh tốt rồi thì chỉ cần coi lướt qua thôi. Còn những cái quý vị mà tiếng Anh mà đọc, ví dụ như có những cái chữ cơ bản mà mình đọc cũng chưa đúng đó, thì mình nên coi lại từ cái bộ tập đầu tiên đó, cái tập sách đầu tiên. Đó thì đó, quý vị vào, đúng ra thì cũng nhắc lại đâu, nhưng mà nhắc lại một lần để mọi người vào để xem. Đúng ra học tiếng Anh mà mình học đúng bài bản thì như vậy, dù như 4 cái bộ sách này, thì cái bộ này là cái bộ sách. Thực ra trước cái bộ sách này phải có một cái bộ nữa là cho cái newbie, là coi như là học từ ABC á, tức là nếu mà tính ra tổng cộng là mình có khoảng sao tới 6 cuốn lận đó, quý vị. Đó thì vì học từ dưới thì lên từ 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 từ
Ví dụ như cái cấp độ này học một năm rưỡi, nếu một cái trình độ mà tiếng Anh mà học đúng cái tiến độ bình thường và đúng cái hệ thống, mà như như cái người mà từ không biết gì thì học khoảng một năm rưỡi thì đạt cái trình độ là gì? Elementary. Rồi mất khoảng 6 tháng cho đến một năm nữa thì mới đạt được cái trình độ gọi là intermediate. Thường là khoảng một năm đến một năm rưỡi, tùy cái khả năng của mỗi người thôi. Thì bây giờ mình tính cái chuẩn đi, elementary mất năm rưỡi, trung cấp intermediate là mất khoảng năm nữa là hai năm rưỡi, cộng với thêm cái trình độ advanced để mình làm quen này nọ nữa thì là chúng ta mất 3 năm nha quý vị. 3 năm là cái người học mà đều đặn và chăm chỉ quý vị và đúng tiến độ. Còn mà bình thường nữa thì có thể là mất 5 năm, 4 năm, 5 năm. Và cái trình độ advanced này được, mình cứ phải vòng mai tới mai lui, mình giống như bò ăn cỏ quý vị, nhai tới nhai lui cái đảo tới đảo lui hết cái từ trên dưới này, chứ không phải mình lên cái trình độ advanced này rồi mình quên này đâu. Mình phải học lại đó, phải ôm đi ôm lại coi tới coi lui. Thì nó lâu ngày nó thấm dần rồi. Và cái tiếng Anh của mình lúc đó mới thực sự là advanced. Đi ra đọc tài liệu, dự hội thảo, hội nghị quốc tế, viết văn, viết đồ thoải mái thì nó mất sơ khoảng 5 năm quý vị. Đó. Thì nếu mà đúng cái phương trình người ta dạy, mà đúng cái chuẩn quốc tế là mất khoảng 3 năm cho đến 5 năm để học mà gọi master tiếng Anh. Ví dụ như vậy. Còn chúng ta mất cũng mười mấy đến 20 năm, nhưng mà rốt cuộc thấy lẹt đẹt đâu đây. Cứ nghĩ mình ở khúc này, nhưng thực sự mình đã khúc này. Thì cố gắng là gì đó. Dũng cảm chấp nhận sự thật rồi mà ôm lại từ từ. Thì trong mỗi cái bộ sách này sẽ có một cái phần gọi là cái phần phiên âm. Phần phiên âm. Thì tôi giới thiệu sơ qua. Hôm nay dự định là chúng ta sẽ dịch hết cái phần 2 của cái bài reading. Nhưng mà chắc thời gian nó cũng hơi ấy. Tôi cũng cắt bớt thời lượng để nghỉ ngơi cho nó khỏe. Rồi mai mốt sẽ nhiệt tình dạy tiếp mọi người. Thì mình vào cái phần cuối đây, cái bộ sách này. Những cái quý vị đã học lâu rồi á, thì cái vô đây, cái pronunciation đó. Đó này. Thì mỗi cái bộ sách thì nó đều có hướng dẫn như vậy. Và bốn cái cuốn sách, năm cái cuốn sách chúng ta có, thì cuốn nào nó cũng sẽ có 12 bài hướng dẫn về phiên âm. Đó. Thì cái này thực ra không phải học một ngày hai ngày mà giỏi được đâu, phải học mỗi ngày mới ít, mỗi tuần mỗi ít như vậy, nó lâu dần nó thấm dần. Thì trong lớp chúng ta tôi thấy có tiến bộ nhiều mà rất đáng tuyên dương hai thứ. Thứ nhất là về cái tinh thần học tập, đó là chị Thủy rất là nhiệt tình nè. Cái đó là cái mà cái cần của cái người đi học. Thì lúc mà tôi học cái chương trình ngoại ngữ bằng hai là tôi nổi bần bật trong lớp, cái gì tôi cũng phát biểu tham gia, nói tiếng Anh tiếng Hoa là cứ nói thoải mái vậy đó, sai không có sợ gì chứ. Thì mình có cái sự nhiệt tình đó. Thì khi mình học thì mình phải xem nó như một cái niềm vui, cái sự giải trí của mình. Mình phải thực tình làm sao mình có cái ngọn lửa, có cái năng lượng mạnh mẽ luôn thì mình học mới sẽ hiệu quả. Rồi tuyên dương cái thứ hai là thấy chị học mới có tính là 2-3 tuần thôi, nhưng mà nghe và rõ ràng là cái phát âm và cái nói của chị nó tiến bộ rất là nhiều. Cái đó là mình thấy rõ ràng đó, cho nên tuyên dương để tại bữa sau không biết có tặng quà chứ, thầy chứ thầy thường thầy có quà tặng quà mà một chất bánh kẹo đủ kiểu. Chị gì đó, chị Thủy ở Sài Gòn phải không? I'm in Ho Chi Minh. Okay, so you stay in Ho Chi Minh City, right? Okay, rồi cho tuyên dương thầy chị lớp mình gọi là vỗ tay tuyên dương chị Thủy. I'm so excited. Thank you so much. Thầy Vũ sẽ sắp xếp tặng một cái món quà về tinh thần gì đó cho chị Thủy ha. Rồi, wow. Sau. Rồi chị nhận được á, chị gì đó chụp hình để đăng lên group để mọi người cùng kiểu như động viên tinh thần sure, ha. Okay. Thank you. Rồi chắc thì cái phần phiên âm này chia sẻ quý vị như vậy thôi.
Vậy mình có 5 cái team, we have 5 teams, right? So if you have any questions, you have any doubt, you have, you need any support, so you can ask all the members in your team, right? Rồi, cái bộ sách chúng ta dịch rồi hôm sau buổi sau chúng ta sẽ tiếp tục học cái phần vũ trong cái cuốn Complete IELTS Band 5 to 6.5 right? Hôm nay nghỉ sớm bữa. Rồi mọi người có câu hỏi thắc mắc gì không thì cứ đặt câu hỏi. Rồi quý vị nào có câu hỏi thì bỏ tay xuống, quý vị nào có câu hỏi thì đưa tay lên. Rồi mời thầy Thiện Nghĩa, thầy có câu hỏi gì thầy? Dạ Phật ạ, dạ con mới vừa vô lớp á, thì không biết là lớp của mình hoạt động sao, tại vì còn quá bỡ ngỡ á. Lớp mình học vào tối thứ hai, thứ tư và thứ sáu, thì 7 giờ là bắt đầu mở Zoom lên để mà mọi người vào để thực tập nói tiếng Anh. Thì cố gắng là mỗi buổi sẽ có một cái chủ đề, ví dụ như hôm nay nói về nghề nghiệp thì mọi người vào chia sẻ về nghề nghiệp. Cũng sẵn đây cũng thông báo luôn là lớp chúng ta từ ngày 10 cho đi là chúng ta sẽ học có 2 buổi thôi. Vì tôi cân nhắc nhiều suy nghĩ rồi, cái cũng có một số quý vị có cái nhu cầu học tiếng Anh, nhưng mà tiếng Anh thực học Theravada, nhưng mà cái khả năng tiếng Anh của quý vị đó là cái trình độ advanced, thì học với cái lớp học cái lớp trung cấp của chúng ta thì họ thấy không có phù hợp, tại vì thực tế thì cũng trung cấp nhưng mà nhiều vị tiếng Anh cũng còn lẹt bạc như nãy tôi chia sẻ với quý vị đó. Thì đó cho nên cũng có cái sự điều chỉnh đó, thì cho nên là tối thứ sáu từ ngày 10 cho đi thì chúng ta không có học nữa. Nhưng mà tôi cũng sẽ sắp xếp cho một số các bạn, anh chị sẽ vào hướng dẫn, hỗ trợ mọi người về cái phần phát âm cũng như cái phần nói. Thì tối thứ sáu nói gì mình cũng học, nhưng mà không có học với tôi thôi. Cũng sẽ học với cái khác. Thì cũng sẽ nhờ những cái vị mà có giống như là Thủy, cũng có cái kinh nghiệm du học ở bên Úc, cũng làm trong cái môi trường công ty nước ngoài, cũng chia sẻ cho mình những cái những cái kỹ năng thực tế. Hay là bạn Thắng, bạn David Phạm cũng làm cho những cái công ty nước ngoài, cũng tiếng Anh cũng tương đối tốt, thì cũng chia sẻ mọi người. Thì tôi nghĩ lớp chúng ta cũng có một số cái may mắn là biết nhân duyên sao mà tôi cũng mời được những quý vị mà có kinh nghiệm và gọi là những người có thực chiến chứ không phải là học ở trong lớp không ra. Thì ngoài cái chuyện học đại học hoặc là học đại học ở nước ngoài, có đi làm, có làm việc trong môi trường, thì mình có cái cơ hội mình học hỏi, mình chia sẻ nhau cái đó. Rồi quý vị nào có câu hỏi nữa không ạ? Thì lớp chúng ta cũng khá là lớp mở, cho nên là cứ thành viên mới lâu lâu có vài người mới vào, thì thôi tôi cũng không có khó khăn hay là chặt người mới. Thì mọi người vào cứ vào, tôi học được bao nhiêu học. Thì hy vọng là các anh chị, các bạn mà trưởng nhóm team của mình đó thì cứ hỗ trợ những quý vị mới. Nhiều khi có những cái câu hỏi mà ai cũng biết hết trơn rồi, mấy tháng rồi cứ hỏi tới hay lui, cho nên mình phải có thêm cái sự nhẫn nại, có cái tâm từ bi, có cái lòng gì đó nhân ái mọi người ha. Chứ còn không thôi cứ hỏi hoài, có một câu đó cứ lâu lâu người vô hỏi hoài, hỏi giờ vô cái trang web này sao, vô xài cái sách này sao, kiểu như vậy. Rồi rồi còn quý vị nào có câu hỏi nữa không? Lớp mình tôi cũng để tôi canh canh có mấy quý vị nào IELTS 9.8.5 9.5 mời vào vào cho lớp mình thấy được thực tế như thế nào. Có ngày xưa tôi có dạy học, tôi làm việc với một cái anh bạn đó, hồi đó tôi cũng để ý vì tôi thấy nghe IELTS 9.0 có gì đâu, tôi thấy cũng bình thường, nó có gì, cho nên tôi cũng để ý. Nhưng mà sau này tôi đi nước ngoài thời gian về cũng cả chục năm, tôi về tôi thấy IELTS mà rầm rầm rổ rổ Việt Nam vậy. Nghe nó 9.0 mấy bạn, 9.0 lên ngôi sao truyền hình VT rồi nọ. Nên tôi mới để ý. Thì có dịp nào nó có ai vậy tôi sẽ mời vào nói chuyện.
để cho cái lớp mình nó có cái gì đó, cái không khí, có những cái kinh nghiệm thực tế của người đó. 8 chấm thì có mấy người đó, nhưng mà một số vị thì đang ở ngoài. Giờ giấc thì nó cũng lịch múi giờ, giống như lớp chúng ta hay có có chị Vinny Đoàn đó, cũng ở bên Úc. Bây giờ luôn múi giờ là khá là lịch giờ, cho nên là cũng chỉ cũng là cái người có cái gì đó, có cái tâm huyết hỗ trợ mọi người, cho nên chỉ thức khuya như vậy chỉ hỗ trợ mọi người đó. Chứ thường là ví dụ như bên Mỹ sáng sớm đi làm nhưng mà gì đó giờ giấc nó cũng chênh lệch. Còn quý vị nào còn câu hỏi nào nữa không ạ? Rồi, không có câu hỏi thì mình ngưng ở đây. Chị Thủy nhắn Zalo cho thầy địa chỉ cho chị Thủy, số điện thoại Zalo thầy sẽ sắp xếp gửi quà qua. Rồi, nhắn giờ nào nhận được quà. Nhiều khi làm việc bận việc không có ở nhà. Okay, that's all for this evening. Good night. Yeah. Good night.